Rồi sau khi các bạn bật cái đàn lên thì đây là giao diện chính của đàn, là Voice 001 Grand Piano. Đầu tiên mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách chỉnh tiếng đàn tranh, làm sao để chơi hay hơn, chơi tiếng đàn tranh cảm giác nó thu hút hơn và nó có hồn hơn. Các bạn vô phần Voice, các bạn bấm số 651 để bật chỉnh sang tiếng đàn tranh ha. Rồi đây là tiếng đàn tranh, mình sẽ cho các bạn nghe thử tiếng đàn tranh gốc của đàn. Đó, và đó là tiếng tiếng gốc của cái đàn ha. Bây giờ mình sẽ chỉnh làm sao để cho cái tiếng nó hay hơn, nó có hồn hơn. Vậy thì các bạn theo mình ha. Các bạn sẽ giữ nút shift ở góc bên này. Ở đây góc bên này có nút shift. Các bạn giữ nút shift và các bạn bấm vô nút function. Giữ nút shift nha các bạn. Bấm vô function. Các bạn bấm giúp mình đến phần rehaul. Đây, rehaul. Các bạn bấm rehaul, các bạn bấm lên số 6 nha. Hôm nãy là ở số 4 mình bấm lên số 6 là rehaul 3. Rồi sau đó các bạn giữ nút shift bấm lên function một lần nữa thì nó sẽ ra reverb level. Các bạn bấm reverb level tăng lên cho mình trong khoảng từ 80 đến 100. Tùy cái sở thích các bạn nghe nó ở mức nào, các bạn lăn lên đến 80 ha. Rồi giờ các bạn nghe thử tiếng đàn tranh ha, sau khi đã chỉnh. Đó, và đó là tiếng đàn tranh ha. Ok, và tiếp theo là mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách chỉnh tiếng sáo trên cái đàn Custom K350 này sẽ như thế nào. Thì đầu tiên các bạn vô phần Voice, các bạn chỉnh sang số 652 là tiếng sáo ha. Thì mình sẽ cho các bạn nghe thử tiếng sáo gốc của cái đàn. Đó là tiếng gốc của đàn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ chỉnh làm sao? Mình sẽ giữ nút shift. Mình sẽ giữ nút shift ở góc bên này. Và tiếp tục giữ ấn vô nút function. Đây. Đến mục rehaul thì các bạn chỉnh lên, ấn nút lên reverb chop 1 cho mình ha. Rồi tiếp theo là reverb level thì các bạn chỉnh lên 90. Các bạn xoay lên 90 giúp mình nha. Ok, giờ các bạn nghe thử nha. Đó, các bạn thấy được sự khác biệt chưa? Thì đó, cái chỉnh này thì sẽ cho cái tiếng sáo nó sẽ vang hơn, nó sẽ hay hơn và có hồn hơn ha. Rồi, và tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chỉnh tiếng bầu làm sao để cho nó hay hơn. Đầu tiên các bạn tiếp tục bấm Voice và bấm tiếng bầu là 653. 653 là tiếng bầu ha. Rồi mình sẽ cho các bạn nghe thử tiếng bầu gốc của cái đàn. Đó, đó là tiếng gốc. Rồi để chỉnh cho nó hay hơn, nó có hồn hơn thì các bạn có thể làm như sau. Các bạn tiếp tục giữ nút shift và bấm vô nút function đến mục reverb hall. Đây thì các bạn chỉnh lên reverb hall 3 cho mình. Rồi. Và mục tiếp theo là mục reverb level thì các bạn tăng lên 60 ha. 60, trong khoảng 60 đến 70 thôi. Tại vì tiếng đàn bầu thì không cần quá nhiều reverb đâu. Rồi, bây giờ các bạn nghe thử sau khi đã chỉnh. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn và cách chỉnh 3 tiếng tranh sáo bầu để cho nó hay hơn, có hồn hơn. Sau khi các bạn đã chỉnh xong tiếng tranh, tiếng sáo và tiếng bầu thì các bạn có thể lưu vào băng tiếng của nó. Đối với cái đàn Custom K350 hay là K250 thì nó đều có băng tiếng. Và trên cái đàn nó có 8 băng tiếng. Và mỗi băng thì nó có 6 ô để cho các bạn lưu. Thì băng tiếng ở đây là gì? Băng tiếng ở đây là để cho các bạn lưu vào những cái điệu, những cái tiếng mà các bạn đã chỉnh vào trong một cái băng. Để khi các bạn chơi các bạn thể bấm lên, chọn lên băng tiếng luôn. Các bạn chọn cho nhanh, không cần phải điều chỉnh một lần nữa. Ví dụ như lúc nãy mình có điều chỉnh tiếng đàn tranh
Xong thì mình có lưu vào ô 1, băng 1. Để chọn băng thì các bạn có thể bấm vào đây nè. Băng này, băng 2 này, băng 3, băng 4, băng 5, băng 6, băng 7 và băng 8. Đó, thì mình lưu vào băng 1 ha. Mình có thể lưu băng 1, mình chọn băng 1 là băng dân ca. Băng dân ca mình có thể lưu tiếng đàn tranh vô ô số 1, tiếng đàn tiếng sáo vô ô số 2 và tiếng bầu vô ô số 3 ha. Thì đây, khi mình lưu thì mình có thể bấm giữ store, nút store này và ấn vô M1 là nó sẽ ghi là 1-1 là tiếng đàn tranh. Đó, khi các bạn chỉnh tiếng sáo xong thì các bạn có thể lưu vào ô số 2 là các bạn giữ store, bấm M2 là memory store M2 là tiếng sáo. Và tiếng đàn bầu cũng thế. Và mình cũng đã lưu vào ở đây sẵn rồi là M1 là tiếng đàn tranh nè, 2 là tiếng sáo và M3 là tiếng bầu. Sau khi lưu vào đây xong, các bạn có thể chơi kết hợp với điệu. Ví dụ vào đây mình sẽ đánh cho các bạn nghe thử một bài. Rồi, bài Gặp mẹ trong mơ ha. Mình sẽ chơi điệu rumba. Mình sẽ chơi điệu rumba là cái điệu mà cài ngoài vào. Các bạn lưu ý đối với các cái điệu cài ngoài vào thì các bạn nên giảm accord xuống. Để giảm accord thì các bạn giữ nút shift, các bạn ấn nút xuống thì nó sẽ là accord. Các bạn ban đầu nó mặc định của nó sẽ là 90. Các bạn hãy lăn xuống, giảm xuống tầm 60 đến 65 để cho cái tiếng nó rõ hơn ha. Rồi khi chỉnh xong mọi thứ, các bạn có thể giữ nút shift và ấn nút free. Đó, thì trên màn hình nó sẽ hiện chữ free ở đây. Để làm gì? Free này là để khóa lại là các mọi thao tác của mình khi chơi á, nó sẽ độc lập với nhau, nó sẽ không bị ảnh hưởng sang cái mục khác. Là khi các bạn bấm tiếng hoặc là nhảy bấm phiêu, nó cũng không bị nhảy phiêu và nhảy tiếng lộn xộn với nhau.